sao thông tin Huấn Hoa Hồng lại bị ông giáo bế đi. Những hình ảnh Huấn Hoa Hồng bị ông giáo bế đi khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao suốt ngày hôm nay. Thêm một lần nữa, cộng đồng mạng Việt Nam lại được phen táo hỏa trước thông tin Bùi Xuân Huấn, còn gọi là Huấn Hoa Hồng, bị ông giáo bế đi lần thứ hai. Cụ thể, trên Facebook lan truyền hình ảnh Huấn cầm bảng thông tin, ghi rõ tên, tuổi, ngày tháng năm, giống với các đối tượng bị tạm giữ. Người đăng không tiết lộ quá nhiều thông tin, chỉ chia sẻ đầy ẩn ý. Là sao xe 24 chỗ, khách sạn lại Mai Thúy à? Ngay lập tức, hình ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về chuyện này, đa số đều bán tín bán nghi về thông tin. Bởi lẽ trên fanpage của Huấn Hoa Hồng vẫn chia sẻ video live stream liên tục. Cùng với đó, vợ của Huấn cũng tỏ ra bình thản, cập nhật Facebook như hàng ngày. Huấn Hoa Hồng nổi lên như một giang hổ mạng đình đám. Nhân vật này thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, thường xuyên chửi bới và phô trương bản thân. Năm 2019, Huấn từng phải vào trại bắt buộc vì sử dụng ma túy và chỉ vừa được thả ra đầu năm nay mà thôi. Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được xác thực.